Kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Chris Talk Show đến với quý vị mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu từ 11 giờ đến 12 giờ trưa chiếu trên khắp miền Nam California qua làn sóng 57.7 trên đài AVA TV và quý vị ở khắp nơi trên địa cầu này. Quý vị chỉ cần một cái iPhone hay là iPad mà có internet, quý vị bấm vào Facebook hoặc là YouTube với chữ AVA Channel, AVA Channel. Và ở dưới cái góc hình của cái YouTube có cái chữ subscribe, quý vị bấm và góp ý kiến như bảo trợ cho từng chương trình nhé. Trước hết chúc cho quý vị một ngày vui, bình an và hạnh phúc. Và hôm nay thì thời tiết rất là đẹp và cũng giống như hôm qua Chris nói là trong 7 ngày, trong 5 ngày, 6 ngày liên tiếp nó giống nhau hết và nó ấm lên một tí xíu trong cuối tuần và thứ hai. À, 76, 78 độ và hôm nay thì 75, ngày mai 74, ngày mốt 75 rồi 76, 78 độ thì ngày thứ hai thôi. Có thể là từ ngày thứ hai trở đi là bắt đầu chúng ta có những ngày ấm hơn hoặc là nó nóng hơn và ban đêm chỉ có 60 độ thôi. Và gió từ hướng Tây Nam thổi vào một dặm một giờ thì không có gì ảnh hưởng hết và không có mưa, 100% là không có mưa. Và độ ẩm thì lên tới 63%. À, ngày mai, ngày mốt, ngày kia thì cũng giống nhau hết, cũng có tí xíu mây vào buổi trưa và chiều thì nắng, sáng thì nắng đó, cho nên rất là lý tưởng cho quý vị tập thể dục, hít thở. Quý vị nhớ hít thở, khí công, khí công, khí công, tại vì hơi thở của quý vị là không khí, là free, là miễn phí. Ông trời ông cho chúng ta một cái món quà miễn phí vô giá đó, mà quý vị không để ý. Phổi chúng ta cần nạp lượng vô trong cái không khí, tại vì không khí nhiều vào phổi, phổi nó mạnh, cái phổi nó mạnh thì nó sẽ chuyển qua tới tim đập tốt, gan thận độ tốt hết. À, quý vị nhớ hít vào sâu thiệt sâu, thở ra nhẹ nhàng, hít vào, thở ra, hít vào, ngày 5 phút thôi. À, quý vị ở đâu thở ra hít vô cũng được, không cần đi đâu hết á. Nếu mà tốt thì quý vị ra khỏi nhà, ở sau cái vườn của nhà hoặc trước vườn của nhà hoặc là đứng trước nhà hít thở 5 phút. Không lẽ một ngày mà chúng ta bận rộn không có 5 phút à, không có 5 phút để hít thở, không cần làm gì hết đó. Khi mà cái phổi mà nó khỏe thì cái gọi là ở trong lục phủ ngũ tạng chúng ta khỏe thì chúng ta rất là khỏe, ít bệnh thôi nhé. Vâng, và tài chính như thế nào đây? Hôm nay là một ngày tài chánh rất là buồn, hôm qua buồn sơ sơ, hôm nay buồn quá, nặng nề xuống, nặng nề quá. Và Dow Jones đã xuống tới 368.81, tức phần trăm là trừ 1.08%. Hiện tại con số đang giao dịch là 33.919, 64, và trong khi S&P 500 cũng không ngoại lệ xuống 37.22, tức phần trăm là trừ 0.84%. Và hiện tại con số trên biểu đồ là 4.409.71, trong khi đó những hãng về high tech, về khoa học kỹ thuật nó cũng xuống cùng số phận, đen đuổi quá, trừ tới 124.15, tính phần trăm là 0.90%, là rất là nhiều. Hiện tại là 13.667.91 đang giao dịch trên khắp thế giới qua hệ thống của New York Exchange, Wall Street. Và vàng tiếp tục xuống nữa, bây giờ xuống hơi thê thảm rồi đó nha quý vị, xuống gần tới mức tới 10.900 rồi. Hôm nay xuống 10 đồng 70 sen và hiện tại là 1.916 đồng 70 sen tiền Mỹ kim cho một ounce là 0.83 của một lượng. Và dầu thì hôm nay cứ lên nhích 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 và hôm nay xuống chỉ có 5 sen thôi, 5 sen cho một thùng dầu thô và hiện tại là 71 đồng 77 sen. Quý vị nhớ đi Sam Club hoặc là đi đi Costco đó, Sam Club đổ xăng thì nó không có check cái ID của quý vị, nó không có check cái hình quý vị, chỉ có cái thẻ và cái credit card của quý vị trả tiền thôi. Quý vị có mượn thẻ được, thật sự nó như vậy. Tại vì đi xe không có ai có thể check quý vị. Quý vị muốn mượn thẻ đổ xăng cho đỡ tốn tiền thì vào Costco nhé. Tại quý vị đổ thì cái người có cái thẻ đó nó được credit,
Đó, cho nên quý vị cứ cho mượn thẻ tùy quý vị thôi, mà mất thẻ thì quý vị phải làm lại. Mất thẻ quý vị làm lại không có tốn tiền. Chris làm lại 3 lần rồi, nó không tính đồng nào hết. Quý vị có biết là ở Costco nó không bao giờ ăn gian tiền của chúng ta. Cách đây 16 năm, 16 năm Chris làm cái thẻ gọi là executive membership á, là cái loại cho business á. Khi đó mình làm xong mình mua đồ ngay, cứ một tháng là mua rất nhiều đồ giấy nè, cho tới đồ trong office, cứ Costco mua. Rồi bẵng một thời gian mình đóng cái công ty đó, mình mở công ty khác, mình không có dùng cái executive đó nữa. Thì quý vị biết sao, bây giờ mới năm nay Chris làm lại cái membership, làm lại cái thẻ thành viên á, cái nó cho mình free, rồi nó còn còn cho mình tới 622 đồng nữa. Nói ủa tiền ở đâu vậy? Nó nói là lúc cách đây nó coi cái record của mình á, 16 năm về trước mình mua đồ nhiều quá, nó kickback cho mình, nó cho mình lại cái credit mà nó không biết hồi đó là không biết sao nó không có gửi cái check về, mà nó giữ lại cái record đó. Cho nên Chris làm lại cái membership 120 đồng, nó trừ ra còn 600 mấy, còn lại 500 mấy. Đại khái như vậy. Tiền tự nhiên ở đâu có? 16 năm rồi đó quý vị. Mình chỉ ăn gian nó chứ nó không ăn gian mình. Mình ăn gian nó là gì? Mượn thẻ. Mượn thẻ là ăn gian nó rồi. Phải không nè? Còn cái chuyện mà quý vị mà mua đồ rồi đổi lại không có gì ăn gian hết đó. Mình mua đồ mình không thích mình đổi lại, cái đó là cái policy, cái luật của Costco, nó cho mình đổi thì mình cứ đổi, đừng mắc cỡ, không có gì, không ai có quyền sỉ vả quý vị hết. Và ai mà sỉ vả là mấy người đó là bậy bạ, mấy người đó là ấu trĩ. Chừng nào mình ăn cắp thì mới đó là mới sai. Còn bây giờ quý vị mua cái một chậu hoa, mua một chậu bông, mua bất cứ cái gì quý vị muốn đổi lại, nó cho mình đổi thì mình cứ đổi. Mình không thích là mình đổi. Cho nên những cái người nào mà sỉ vả những cái người mua hàng của Costco đổi á, là mấy người đó là rất là sai, rất là sai. Chị không đổi kệ chị chứ, còn tôi không, tôi mua tôi thấy món này không thích tôi đổi làm gì tôi, tôi đâu, và tôi đổi cái hãng Costco nó cho đổi và nó trả tiền lại, mắc mớ gì chị chửi tôi, mắc mớ gì anh. Tôi đứng bên cạnh tôi thấy mấy bà đổi lại cái đồ này, đổi lại mấy chậu hoa, đổi lại chơi Tết xong đổi lại mấy chậu hoa làm tôi nhục nhã, mắc mớ gì chị nhục, tôi đổi tôi cũng nhục thôi, mắc mớ gì chị nhục, mắc mớ gì anh nhục, chuyện vô lý. Mấy người đó rất là vô duyên. Nghe lại thấy ở trên Facebook, ở trên YouTube, ở trên mấy cái mạng xã hội á, mấy bà đứng bên cạnh bà nhiều chuyện quá, bà coi mấy người đổi tự nhiên kêu lại sỉ vả mấy người đổi đồ lại, vô lý không, rất là vô lý. Nếu mà nó không cho đổi thì sao đổi, còn cái luật của Costco nó cho đổi lại thì kệ người ta chứ, mắc mớ gì người mới làm nhục nhã người Việt Nam. Trời ơi, chị đang làm nhục nhã chị mà chị không biết, phải không? Anh đang làm nhục nhã anh sỉ vả một cách rất là vô lý, và anh lên án người ta rất là vô lý, phải không? Đó, cho nên quý vị cứ trong cái policy nó cho mình sao mình làm vậy, đơn giản vậy thôi. Đó, chỉ có cái mượn thẻ là mình đã sai, cái đó đúng. Cái đó đúng. Mấy người không sỉ vả mấy cái chuyện mượn thẻ mà đi lại sỉ vả những cái người mà đổi đồ ở Costco là sai, thấy không? Mượn thẻ như sỉ vả Chris đúng. Mấy tháng trước có mượn thẻ một bạn đi mua đồ, mình cứ nghĩ là lâu lâu mình mới đi mua một lần, tự nhiên đóng 120 đồng, mắc quá. Nhưng mà bây giờ đóng rồi, bây giờ biết ý thức rồi, hồi đó không biết. Vâng, và hôm nay nói về chương trình một tí xíu về địa phương, cộng đồng và an sinh xã hội, ngày mai thì nói chỉ là hữu ích dân sinh thôi nhé. Thì trong những ngày đây thì ở trên YouTube và trên Facebook cũng giống như trên mạng xã hội rất là xôn xao cái một cái anh chàng nghệ sĩ nên có một cái tên đối với nhiều người Việt coi là rất là thân quen, đó là tên Sơn Tùng. Ảnh ở Việt Nam và ảnh là một người làm tới mấy ngàn cái YouTube, làm mấy ngàn cái chương trình YouTube, một ngày là hai ba cái YouTube trên đài, và ảnh phổ biến trong Việt Nam. Và cái phổ biến của ảnh là sao?
là anh là một người gọi là kiến trúc sư, và anh thấy đường xá lại bị kẹt xe, bị lụt lội, bị nước rồi sập cầu, hoặc là đường xá nó bốc lên, đường nhựa nó bị hư, nhà cửa bị hư, công trình nó bị hư. Bây giờ cái đến nỗi mà cái sân bay á, cái đường bay gọi là runway của máy bay, cái sân bay mà nó còn bốc lên, nó tráng nhựa làm sao mà sân bay mà nó bốc cái dầu hắt lên, là nó tráng quá mỏng, ăn quá mà, cho nên anh mới viết ra và anh muốn lập lên một cái đảng, gọi là cái đảng thịnh vượng cho Việt Nam. Đó. Thì không biết làm sao, anh mới vừa lập lên cái đảng, nó bắt lên liền. Và chính quyền của ở trong nước, lãnh đạo trong nước hốt anh ở tù hết năm. Đẹp trai quá, đẹp trai, Sơn Tùng quá đẹp trai, bởi vậy vừa đẹp trai vừa thông minh vừa can đảm. Ở Việt Nam không cho anh thông minh và không cho anh can đảm, anh phải ngu dốt. Ở Việt Nam là vậy, ở trong nước anh phải ngu và dốt và nhu nhược và hèn mặt thì được. Anh can đảm, anh dũng mãnh, anh thông minh là nó diệt anh liền. Anh thông minh nhưng mà anh thông minh phải cúi đầu dưới chế độ thì được. Đó, thì Sơn Tùng đấy anh rất là trẻ, mới ba mấy tuổi thôi. Thì anh viết lên là anh muốn cho một Việt Nam cường thịnh, một Việt Nam sánh với thế giới, và một Việt Nam phải khoa học kỹ thuật và nhân bản. Chính vì cái chỗ mà lập đảng, anh đòi lập đảng, thì cái số view của anh nó lên tới cả triệu người, thì nó thấy nó để ý là những cái người mà có ảnh hưởng tới quần chúng là nó diệt liền. Và đúng, và nó bắt ảnh là tù, nó nói ảnh là bị thế lực phản động đã nhồi sọ vào và chống nước, chống phá nhà nước. Ủa, anh muốn lập đảng mà không không thí dụ như không ai theo ảnh thì thôi anh không làm, và anh muốn một Việt Nam thịnh vượng mà tại sao bị bắt? Cho nên ở dưới chế độ của Việt Cộng không được tốt, không được thông minh, không được nhân bản, mà phải là những kẻ hèn nhục, những kẻ mạt vọng, những kẻ ngu xuẩn. Cho dù anh không ngu xuẩn, anh phải làm sao anh trở thành một người ngu xuẩn và không có ảnh hưởng tới quần chúng. Không được ảnh hưởng tới quần chúng. Quý vị cứ nghĩ một anh chàng trẻ, anh đẹp trai như vậy, hình như anh là một nghệ sĩ và cũng là kiến trúc sư, là biểu sao mà cái giới trẻ nó không thương cho được, nó không thích cho được, và thông minh. Và tại sao một người đẹp trai, một người thông minh, một người dũng mãnh, một người kiến thức và một người muốn cho dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam cường thịnh mà bị bắt ở tù, và bây giờ nó tuyên án ảnh là phải 6 năm tù? Gì kỳ vậy? Quý vị, cái đất nước gì kỳ vậy? Cái chế độ gì mà biểu sao mà người 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 dân ở hải ngoại này muốn họ muốn muốn gì, hòa hợp, hòa giải, cộng tác với họ, không ai muốn. Về những người hải ngoại về là bị gì, bị coi là những kẻ phản động ngầm, cho nên nó theo dõi hết. Vậy mà cứ kêu là những người Việt kiều hải ngoại là nắm ruột ngàn dặm. Quý vị, hồi xưa thì nó coi là gì, những thằng đi ra khỏi đất nước là những tên phản động, phản quốc, theo bơ sữa, gọi là đu càng. Trong đó có Trịnh Công Sơn, có một tên Trịnh Công Sơn là một trong những người nghệ sĩ nổi tiếng nhất, mà không ngờ, và tên tuổi của Trịnh Công Sơn được nổi danh, được sống với ngày nay, được sống với cái đất nước Việt Nam, được sống với trong lòng nhân dân Việt Nam đến ngày nay nhờ những bản nhạc, là cũng là nhờ sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị có coi có bất cứ một cái nhạc sĩ, nghệ sĩ nào mà ở miền Bắc ở trước năm 1975 mà nổi lên tiêu diệt liền. Quý vị thấy ông gì, ông nhà ông Văn gì đó, cùng thời với là ông Phạm Duy đó, đã nói lâu quá không nhớ cái ông mà
Đó, đại khái nhé. Vâng, và tất cả những cái người nghệ sĩ cùng thời với ông Phạm Duy vào năm tư vào vào Việt Nam thì ông nổi tiếng nhất nước Việt Nam luôn. Còn những người nghệ sĩ như là ông Nguyễn Hữu Lon, Xuân Diệu hay tất cả, nó trở thành, một là phải làm nô lệ cho chế độ, hai phải trở thành những người ác độc tư tưởng giống như tên Tố Hữu, phải giết người, giết 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 đó, trong cái thơ văn của họ là giết 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 đó. Quý vị, thì bên đây có ông Phạm, ông Trịnh Công Sơn là cộng sản năm vùng, tên đây là tên Việt Cộng năm vùng, vậy mà tướng Lưu Kim Cương bảo vệ cho ông để trốn lính một thằng tốn lính, một thằng Việt Cộng năm vùng. Và trong năm 1975, ngày 30 tháng 4, hắn lên trên đài, hắn hát cái bài Nối Vòng Tay Lớn, và hắn nói một câu: những người nghệ sĩ anh em hãy ở lại, những người ra đi là những người phản quốc. Quý vị thấy không? Và chính hắn cũng là muốn trốn qua ở Canada, qua Mỹ, không dám qua Mỹ, phải trốn qua Canada. Qua Canada để cho bà Khánh Ly, ông Phạm Duy, mấy người nghệ sĩ thương ông qua Canada thăm ông, chứ đâu dám vô Mỹ đâu. Tại một thằng người mà phản quốc, phản dân tộc là Trịnh Công Sơn chứ không phải ai hết. Và bây giờ anh Sơn Tùng, bây giờ quý vị, cái bạn trẻ Sơn Tùng dám nói lên, mà nói lên cái gì? Nói lên một Việt Nam thịnh vượng, cường thịnh, khoa học, văn minh, nhân bản, vậy mà bắt ở tù. Quý vị, vậy thì làm sao mà giới trẻ ở hải ngoại nó về nó đóng góp? Người trong nước mà nó còn diệt như vậy thì người ở hải ngoại nó coi là kẻ thù. Nó chỉ muốn tiền của người hải ngoại thôi, nó không có muốn bất cứ một người nào ở hải ngoại về hết á, nó muốn tiền của hải ngoại về thôi, gửi về đi, gửi về đi, không muốn gì đó quý vị ơi. Và tội đó một anh, quý vị bây giờ cái tuổi thanh niên như vậy, cái tuổi sung mãn như vậy, và tuổi gọi trí tuệ như vậy, văn minh trí tuệ như vậy, và có thể phát minh rất nhiều điều tốt cho xã hội, nhưng mà nó bắt ở tù liên. Ở Việt Nam không được làm người tốt và người thiện lương. Hãy cứ cướp giật với nhau, hãy điếm đạn với nhau, hãy là cướp bóc nhau thì được. Và cái quan trọng là hãy làm nô lệ cho chế độ thì được. Anh làm những con cừu, cho dù anh là sói lang, nhưng mà dưới chế độ, từ cái sói lang anh phải biến anh thành con cừu của chế độ. Nếu không anh bị đào thải hoặc là bị chết trong tù. Quý vị thấy một tuổi thanh niên như vậy bây giờ lại là mất đi cái nhuệ khí, nó ở tù hết 6 năm là cái tuổi nó đâu còn gì nữa. Và nó, khi mà ở trong tù cộng sản, quý vị biết rồi, nó cho đối, nó bóp cái hầu bao, cũng giống như quân nhân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa chúng ta năm 1975, nó dụ, nó bắt đi tù, nó gọi là tù cải tạo, nó gọi là trại cải tạo. Mà trại cải tạo ở đâu, đâu đỡ ở thành phố đâu, nó bắt lên rừng thiêng nước độc cho chết một cách giết người, đó là giết người như vậy đó. Mà cái tuổi của cái thời của mấy ông, mấy anh, mấy mấy chú, mấy bác của thời đó trước năm 1975 là sĩ quan, là toàn là những người có ăn có học và tư tưởng, đang sống và đang cống hiến cho cái đất nước Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên Việt Nam Cộng Hòa mới giàu mạnh, mới phát triển, mới văn minh, mới nhân bản nhất của Đông Nam Á, nhất châu Á luôn, chứ đừng nói chỉ thua Nhật thôi. Thời đó Việt Nam Cộng Hòa chúng ta chỉ thua Nhật thôi. Đài Loan, Nam Hàn, nothing. Singapore, nothing. Đó, vì tại những cái người nhuệ khí đó nó bắt ở tù lên trên tù cải tạo ở trên trên rừng thiêng nước độc. Nhiều người chết, nó bắt ở 10 năm, 15 năm, 3 năm, 7 năm gì đó. Rồi nó cho đói chết, đói chết về nhà nhà. Khi mà về lại là còn dí cái xác không hồn. Rồi vợ nuôi vài ba năm chết, tại bệnh hoạn chết. Những người may là trong đó, trong thời gian đó thì có cái chương trình của ông John McCain, phải công nhận nhé, và ông George W. Bush, cha đó, ông ra một cái chương trình HO. Chính vì có những chương trình đó mà mấy người quân nhân kháng chiến Việt Nam họ đã đi qua bên đây kịp thời, chứ còn thôi ở một vài năm nữa là chết liền. Chết. À, qua đây được cái là nhờ gì?
nhờ gì cái đời sống nó tự do và có thuốc chữa bệnh Medicare rồi đó. Cho nên mấy người mới sống được tới 60 70 tuổi nữa, chứ còn thôi ở Việt Nam những cái người trẻ trẻ là chết hết, và cái anh Sơn Tùng đó đã chết, thế nào cũng chết. Và một cái vị có thấy uổng không, những nhân tài tuổi trẻ là nhân tài rừng cột của quốc gia đó, cái vị đẹp hơn mấy người Nam Hàn nữa, cái vị thấy anh chàng này còn đẹp hơn, đẹp mà thông minh mà dũng cảm khó có lắm, đẹp thông minh dũng cảm ở Việt Nam làm gì có được bao nhiêu người đó, lâu lắm chúng ta mới nghe được một người mà đẹp trai như vậy, thì ảnh hưởng rất là nhiều, kéo được cái những cái thanh niên thanh nữ, phải không nè, thanh niên thiếu nữ đều sẽ cộng tác với nhau cùng nhau để mà khuy ấy là phát minh ra những cái tư tưởng tốt và những cái sáng kiến mới để gì, để mà thực hiện và làm cho đất nước nó tươi sáng hơn, làm đất nước nó thịnh vượng hơn, nó giết liền. Quý vị, bao nhiêu năm, 48 năm, lần đầu tiên Chris thấy một người trẻ đẹp trai như vậy ảnh hưởng và viết những bài rất là hay và nói lên cái tệ trạng của xã hội rõ ràng lắm. Còn lên coi YouTube mình mới thấy rất là khâm phục cái tuổi của mình, thời của ảnh như vậy chưa, không không thông minh bằng anh này đâu. Thật sự Chris không thông minh bằng anh này, nói thật như vậy, là quá thông minh. Và ở trong một cái rọ của rắn độc mà dám nói lên, đang đối đầu, dám ở tù, quý vị, thì những chú, những bác, những anh chị có con cháu đừng cho nó về Việt Nam, đừng cho nó về Việt Nam, nó sẽ bị nhồi sọ và bị trở thành một cái đầu óc nô lệ, một đầu óc hèn mặt. À, đừng có nói về Việt Nam giúp cái này giúp đỡ, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Nó chỉ muốn hút máu của người Việt hải ngoại thôi. Như vậy, tại sao quý vị phải về? À, quý vị về chơi, that's ok, về 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 chơi, về thăm, nhưng mà đừng bao giờ về mà cộng tác với Việt Cộng bất cứ điều gì. Thiết sứ đó như vậy, đừng cộng tác. Ừ. Người ở trong nước mà nó còn coi như vậy, Chris nói là nó luôn luôn nó coi người Việt của mình là kẻ thù và phản động, và luôn luôn nó theo dõi. Nó theo dõi. Cho nên cái tư tưởng hãy dạy mấy em ở đây, hãy dạy mấy con cháu chúng ta ở đây, hãy sống vui, khỏe, học giỏi, làm giàu, đóng thuế, đi bầu cho đất nước này chứ không phải Việt Nam. Cho đất nước này. Còn dân tộc Việt Nam phải để lãnh đạo Việt Nam giải quyết. Thì cũng như đất nước này thì lãnh đạo ở đây giải quyết. Đúng không? Đó, đó là trách nhiệm của những người lãnh đạo. Mà trách nhiệm nó không có làm tròn trách nhiệm thì dân Việt Nam phải đứng lên chứ. À, cũng giống như ở xứ này cũng vậy, người lãnh đạo làm sai thì tự nhiên nó đứng lên, nó biểu tình và nó muốn lật đổ bằng gì, bằng cách lá phiếu. Còn ở bên đó lật đổ bằng gì, bằng xương, bằng máu, muốn một cái ở đất nước này đã từng có những người tổ phụ của chúng ta từng đã rớt biết bao nhiêu xương máu mới có được một USA. Thì ở Việt Nam muốn có như vậy, cũng như tổ tiên của Việt Nam chúng ta muốn có một cái chế độ tốt, muốn có một cái đất nước tốt, phải lật đổ những cái chế độ độc tài, độc đảng và độc hại. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 nhé. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng 57.7 trên đài AVA TV và chiếu khắp miền Nam California và khắp thế giới qua hệ thống Facebook và YouTube. Quý vị bấm vào AVA Channel, rồi quý vị bấm vào chữ Subscriber để chúng ta cùng góp ý cũng như bảo trợ những chương trình trên AVA TV nhé. À, vâng, và nhiều người nói sao Chris không có nói về tin Việt Nam. Lâu nay tôi chưa bao giờ thấy ông Chris nói về tin Việt Nam. Mới nói lần đầu tiên Chris nói tiếng Việt Nam nó hơi rõ ràng tí xíu như vậy, là tại vì sao? Tại nó có ảnh hưởng tới người Việt của chúng ta ở đây. Chứ còn mà thật sự những cái tin xe cắn chó, các xe hay là tin chính trị gì Việt Nam Chris không cần thiết, tại nó là một cái quốc gia cộng sản.
và một cái chế độ độc tài, độc đảng, độc ác, độc trị, thì nói làm gì nữa, nó là luật rừng mà quý vị. Quý vị đang sống một cái đời sống rất là văn hóa, văn minh và nhân bản, mà khi mà chúng ta, một cái người mà chúng ta có trái tim nhân hậu đi nói với một thằng kẻ giết người mà giết người không bao giờ gớm tay thì nó làm gì? Đó cũng như là một cái đất nước mà chúng ta sống với có cái pháp trị đàng hoàng, luật pháp đàng hoàng, gọi là rừng luật, nói với thằng luật rừng làm gì? Quý vị, con người nói với con khỉ, quý vị có nghĩ con khỉ nó nghe quý vị không? Quý vị nói với thú vật nó nghe quý vị không? Không, không bao giờ nói được. Cho nên không bao giờ nói. Và những cái tin tức của Việt Nam là nó đưa ra, nó sàng lọc rồi, nó đưa ra rồi, mấy ông ở hải ngoại này không có độ đuối tinh quá, một là không đủ khả năng dịch những cái tin tức ở Mỹ, ở thế giới để mà nói cho đồng hương nghe, hai là bây giờ sẵn có ở Việt Nam nó nói rồi, mình viết lại, mình chỉ thay vì hố xí là mình viết thành cầu tiêu, thay vì tên lửa thì viết thành hỏa tiễn, thay vì Nhà Trắng viết thành là Tòa Bạch Ốc, anh sửa lại thôi, nhưng mà lấy nguyên văn của tụi Việt Nam, báo chí của Việt Nam, của Việt Cộng chứ không phải Việt Nam, mà báo chí của Việt Cộng là báo chí nó đã sàng lọc rồi, thì mấy ông thần nước mặn ở đây, truyền thông báo chí ở đây, cái thứ nhất là làm biếng, cái thứ hai là đạo văn, cái thứ ba là ăn cắp, cái thứ tư là làm nô tài truyền thông cho Việt Cộng. Mấy ông ở đây làm nô tài truyền thông Việt Cộng. Đó, tại vì tin tức của Việt Cộng mấy ông phổ biến mà Việt Cộng nó cần mấy ông phổ biến giùm, cho nên mấy ông ở đây mình thấy đó là chuyện của mấy ông. Nhưng mà với Chris thì không, tôi không có. Nhưng mà nó ảnh hưởng tới cộng đồng thì mình nói cái tin của anh chàng Sơn Tùng đây, mình thấy rất là tiếc, tiếc cho những cái thanh niên, cái giới thanh niên ở Việt Nam, giới tinh hoa của Việt Nam đã bị giết trong trứng nước. Cho nên Chris mới thấy là thanh niên của Việt Nam ở hải ngoại, chúng ta đừng bao giờ về Việt Nam cộng tác bất cứ cái điều gì. Quý vị về chơi, về thăm quê hương rồi tất ok, nhưng mà đừng có cộng tác, tại vì quý vị sẽ bị tiêu diệt. Tại vì cộng tác, quý vị cộng tác với mấy thằng 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 luật rừng, mấy cộng tác với khỉ trong Trường Sơn, quý vị nó đọc bài viết nó đọc không xong, mà đọc tiếng Việt đọc không xong, mà giống như Nguyễn Xuân Phúc đọc là Ma Dê Việt Nam hay là cờ lờ mờ sờ nờ gì đó đại khái vậy. Quý vị đi đó, quý vị những em học đại học ở đây, rồi học tiến sĩ, bác sĩ ở đây đi về làm dưới cái quyền của những cái thằng ngu dốt như vậy. Quý vị ơi, suy nghĩ đi. Thì sao? Mà những cái thứ mà nó ngu dốt thì nó rất là ác độc. Tại vì nó không có kiến thức, nó hiểu được cái tốt cái xấu. Nó không phân biệt cái tốt xấu. Cái nào nó làm có lợi nó làm. Nó giết người, nó tiêu diệt cũng được luôn. Đó. Vô hình chung mấy con em của chúng ta mất đi biết bao nhiêu thời gian, và mất biết bao nhiêu công sức, và mất biết bao nhiêu trí tuệ, cùng như là mất biết bao nhiêu tiền, thay vì ở làm ở ở tại Mỹ này cống hiến. Khi chúng ta cống hiến, chúng ta cống hiến cho loài người chứ không phải riêng gì Việt Nam. Chứ đó ở nước Mỹ là vậy. Nước Mỹ nó suy nghĩ là gì? Suy nghĩ là global. Global là gì? Cả thế giới. Nhân loại nó không có, cho nó không có bao giờ nó suy nghĩ chỉ có đơn thuần một dân tộc nào cả. Đó. Mà nhất là những dân tộc độc tài như ở Việt Nam. Đó thì đó là chuyện bình thường, cho nên tôi không bao giờ muốn nói về Việt Nam, và tôi không muốn làm nô tài cho Việt Cộng. Không muốn. Vấn đề là vấn đề chỗ đó, có ai muốn làm nô tài thì cứ làm nô tài. Ở đây rất là nhiều ông nô tài làm cho Việt Cộng, hiện tại đang phổ biến những tin tức và những cái điều kiện mà Việt Cộng đưa ra để cho nó phổ biến, là tại vì mấy ông ăn tiền. Tiền 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 đơn giản này, thiếu cha gì thiếu cha. Nhưng mà điều không có, một ở Mỹ này không có cái chứng kiến, không có cái chứng minh, thằng này là Việt Cộng, thằng kia là Việt Cộng, thằng này làm nô tài cho Việt Cộng, chúng ta chỉ có hiểu được như vậy thôi. Nhưng mà nếu ra tòa chúng ta thua, giống như cái bà Hoàng Diệc Thảo, bà là chủ nhiệm của báo Sài Gòn Nhỏ, bà tố cáo cái tụi ban lãnh đạo của tụi Nhật báo Người Việt là Việt Cộng, không những làm cho Việt Cộng mà là Việt Cộng, tại vì sau này thấy là toàn là những cái tên trẻ 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 là làm từ
báo Tuổi Trẻ nè, báo Lao Động nè, báo Công An, nó mướn qua đây, nó qua đây và nó viết những cái bài viết của, nó lấy những bài viết của ở trong Cộng sản, nó đăng ở trong báo Người Việt. Và có nhiều lúc nó đăng lên những cái hình ảnh mà nó nhục mạ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, bị biểu tình đó. Đó là tại sao có những cái thành phố, những cái thành phần như vậy. À, tại vì nó thử lửa, nếu mà báo Người Việt đăng những cái hình nhục mạ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa hay là nhục mạ người lính Việt Nam Cộng Hòa mà không ai lên tiếng thì nó bắt đầu nó tiếp tục nó đăng và nó sẽ làm theo cái chủ trương của Việt Nam ở Việt Nam, ở Việt Cộng. Đó, nhưng mà những người biểu tình ở đây, những người cộng Việt Nam ở tị nạn ở đây, chúng ta biểu tình cái báo Nhật Việt thì nó im, nó không dám đăng nữa. À, nhưng mà sau đó nó sẽ làm những cái điều, và cũng có những lần nó đăng tiếp, lâu lâu nó đăng lần, nó coi thử cái sức mạnh của đồng hương chúng ta chống Việt Cộng tới đâu. Và báo Người Việt đã làm vậy. À, chính vì bà, nhưng mà trên cái hình thức và cái sự suy nghĩ chúng ta thì thấy điều đó nó rất là làm nó ủng hộ cái chủ trương của Việt Cộng. Yeah, nhưng mà anh không thể nào anh nói Nhật báo Việt Nam là Nhật báo Người Việt là Việt Cộng. Bà Hoàng Diệc Thảo nói cú đó, cho nên khi ra tòa, tòa bà hỏi thằng nào là Việt Cộng, nó có thể đảng viên không? Không có. Thằng nào là chủ trương Việt Cộng? Cũng không có. Chúng ta hiểu, chúng ta biết, nhưng mà chúng ta không khẳng định được. Bà Hoàng Diệc Thảo khẳng định. Và khẳng định đó, ban lãnh đạo của Nhật báo Người Việt là Việt Cộng, làm cho Việt Cộng. Thì lên tòa bị thua. Thua mất luôn cả 4 triệu 500 đô la. Mất luôn tòa báo. Mất luôn cái nhà in. Đó bây giờ là Nhật cái gì đó. Tuần báo, hệ thống tuần báo Sài Gòn nhỏ bị Người Việt đã cướp một cách rất là hợp pháp. Mình dùng chữ cướp một cách rất hợp pháp. Tại ra tòa bị thua. Bị thua thì nó cướp luôn cái hệ thống nha, mình dùng cái hệ thống Sài Gòn nhỏ. Hệ thống Sài Gòn nhỏ có 30 năm và nó có tới trên 26 27 tiểu bang đã làm đại lý cho đã phát hành cái tờ Sài Gòn nhỏ, tuần báo Sài Gòn nhỏ rất là mạnh. Hồi đó có ông Nguyễn Cần và bà Hoàng Diệc Thảo viết cái bài bình luận, người ta thích lắm. Và họ lên án với cái chủ trương của Việt Cộng, cái chủ nghĩa của Việt Cộng. À, thế quý vị thấy không? Chúng ta hiểu được nó như vậy. Chứ ví dụ quý vị cứ hiểu là có quyền đặt câu hỏi, có quyền nghi vấn, đặt vấn đề. Nhưng mà anh không được khẳng định Nhật báo Người Việt là Việt Cộng hoặc là làm cho Việt Cộng. Không được đó. Anh đặt câu hỏi có phải không, hoặc là anh suy nghĩ nghi quá, nghi tụi nó, chứ thấy cái chủ trương của nó viết bài, nó đăng bài toàn là ảnh hưởng tốt cho Việt Cộng không đó. Ví dụ như vậy, quý vị có quyền nghi nhưng mà có quyền không được khẳng định nhé. Chris cũng vậy thôi, Chris không có quan tâm đến mấy cái vấn đề đó, nhưng mà quan tâm đến những cái lớp trẻ của chúng ta ở đây Việt Nam hải ngoại. Chúng ta qua đây bằng mồ hôi nước mắt, bằng xương, bằng máu, bằng chúng ta đổi tới tính mạng chúng ta mới có được ngày hôm nay. Và chúng ta đã bảo vệ chúng ta thì chúng ta phải bảo vệ con em của chúng ta. Hãy trưởng thành ở đây, hãy học giỏi ở đây, hãy làm giàu ở đây, hãy làm một công dân tốt, đóng thuế đi bầu, thì chúng ta có như là quý vị thấy cái cộng đồng của Do Thái không? Nó giàu có lên, nó làm ảnh hưởng cả cái hệ thống của nước Mỹ về tiền tài và chính trị luôn. Quý vị thấy không? Đó, thì người Việt, dân tộc Việt Nam của chúng ta ở bên đây, chúng ta cũng làm như vậy đi. Thì chúng ta tương lai chúng ta sẽ có một nước Việt Nam khác liền nè. Tại vì ảnh hưởng tới quốc hội, ảnh hưởng tới thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, ở thượng viện, hạ viện, thì thượng viện, hạ viện ra những cái luật pháp. À, mà những cái luật pháp đấy nó có ảnh hưởng tới chế độ cộng sản, nó phá nát cái chế độ cộng sản là nhờ cái lập pháp đó, những cái luật lệ của lập pháp và những cái chủ trương của luật pháp thì nó đưa lên cái hành pháp thi hành thôi đó quý vị. Chứ còn mà quý vị cứ kêu con em về đi, nhiều lúc nó chết, biết bao nhiêu đứa trẻ về đó chơi chết, tông xe chết, giật đồ chết, bị bán thân bất tội, bị ăn cướp, bị hiếp dâm, bị thiếu cha gì. Mà những người hải ngoại mà về bên đó bị nó cho đáng.
nó đủ thừa liền, nó thủ tại thằng này chơi gái bị cho nó chết đáng chịu, ô tại cái con nhỏ này nó đỉ thỏ cho nó chết đáng chịu, ô tại bà này bà về bà giành giật nhà cửa với lại người cha mẹ ở trong nước cho nên cho bà chết đáng chịu. Nó không bao giờ bảo vệ người Việt hải ngoại về đâu, đừng mong. Và người dân ở trong nước cũng vậy, có chuyện gì xảy ra không bao giờ bảo vệ cho quý vị, tại bảo vệ quý vị là trở thành kẻ thù của chế độ đó, nó trở thành kẻ thù chế độ, cho nên người dân nó trở thành máu lạnh, nó biết sai nhưng mà nó phải làm sai mới tồn tại được với cái xã hội đó. Cho nên quý vị đừng, hãy bảo vệ con cái của quý vị ở đây, nó sống cho khỏe, cho vui, cho hạnh phúc, và hướng dẫn cho nó làm một công dân tốt đó, thì cái đó là cái tương lai gần nhất để mà thay đổi cái nước Việt Nam. Chứ còn mà về, đừng về, đừng về, đừng về, đừng về, về chơi cứ về chơi, nhưng mà đừng bao giờ mà về làm bất cứ công tác. Cái ông gì, cái ông vua rác gì nè, David Dương nó dâng cái mấy trăm triệu rồi giờ qua đây chửi lại cộng sản. Cái ông gì Trịnh Vĩnh Bình ở tại Hòa Lan đem nguyên cả cái hệ thống trăm mấy chục triệu về bên đó làm cái hệ thống chạy dò khắp thế giới, rồi nó giật luôn, nó đuổi ông, bắt ở tù, ông trốn. Ông trốn tù, ông qua Thái Lan, ông về lại Hòa Lan xém chết luôn trong ngục tù luôn. Đó quý vị, những người mà có tiền có bạc về đó, Hoàng Kiều qua bên đây giờ thấy Hoàng Kiều không còn nữa. Hoàng Kiều về Việt Nam rồi cho cái này đầu tư cái nọ, giờ thấy không thấy Hoàng Kiều nữa. Những người giàu có càng giàu càng chết. Quý vị thấy không? Như vậy, những người mà có ảnh hưởng tới ngoại quốc đó như ông Hoàng Kiều, như ông Trịnh Vĩnh Bình, như David Dương mà về còn nó còn coi như là kẻ thù, nó bóp nát như là bóp trái cam vậy, thì mấy tụi trẻ đây nó biết cái gì? Những tên có sạn trong đầu về chính trị, tư tưởng chính trị mà nó còn bóp như là bóp 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 dế, thì quý vị hãy cổ động cho con em chúng ta sống sao cho vui, cho khỏe, làm giàu, thiệt giàu ở xứ này. Ảnh hưởng rất lớn, khi mà chúng ta có tiền thật giàu, chúng ta ảnh hưởng tới chính trị rất lớn, mà ảnh hưởng chính trị thì ảnh hưởng ở Việt Nam, đơn giản vậy. Quý vị có thấy tụi tàu không, nó qua bên đây nó làm gì, nó gián điệp là toàn là tiền, tiền nó mua chuộc hết tất cả những mua chuộc rất là nhiều hạ viện thượng viện đó, nó ảnh hưởng tụi tàu liền đó, nó mua luôn cả tổng thống Joe Biden đó. Nó mua luôn thằng con mà, thì quý vị thấy không, nó ảnh hưởng như vậy đó. Đó là điều mà cho nên cứ không muốn làm nô tài truyền thông cho phổ biến những tin tức cho tụi Việt Cộng. Còn ai làm là chuyện của người ta. Ai muốn thích cái chủ trương Việt Cộng, ai muốn thích chế độ Việt Cộng, kệ họ. Đó là chuyện của họ, không phải chuyện của Chris. Bổn phận Chris làm những gì mà mình có thể làm thôi, chứ không có thể làm giùm cho người ta. Chris làm này đó, vừa đang chia sẻ những cái tư tưởng, những cái ý nghĩ của mình, những cái tư tưởng và ý nghĩ của mình và lập trường của mình cho đồng hương ở đây. Đó là cái của Chris đang làm cho quý vị, cho mấy trẻ ở đây, chứ không có thể nào mình làm giùm cho người khác, mình làm cho chính mình đó. Vâng, và nhiều người họ nói sao mấy hôm trước ông nói ông hứa là sẽ mỗi ngày sẽ có một vài câu ca dao dân ca để cho chúng ta nhớ thương lại cái văn hóa Việt Nam của chúng ta, văn hóa đẹp trước 75 và trước 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 đó nữa. Ok, thì muốn thì có. Chris sẽ nói về câu ca dao đây nhé, mà chỉ ca dao dân ca, tại vì cái thơ mà ca dao dân ca mới là của Việt Nam, còn những cái thơ khác gọi là ngũ âm hoặc là gì 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 tứ tuyệt, sông thất tứ tuyệt rồi đó, là của nhà Đường, tuổi ảnh hưởng tuổi Tàu hết. Chỉ có ca dao dân ca mới là của Việt Nam, và ca dao trong trên thế giới này chỉ có nước Việt Nam mới có là ca dao thôi, đó là xấu, gọi là lục bát đó, chứ không có quốc gia nào có ca dao. Và lục bát nó ảnh hưởng cái gì rất rất là hay, là tại vì khi mà chúng ta nghe như trầm bổng như này, cái câu ca dao chúng ta nghe trầm bổng như là một nốt nhạc, như là một một cái trường canh của âm nhạc, cho nên nó hay, nó đi vào lòng người. Ai ơi đã quyết thì hành, đã đốn thì vác,
cả cành lẫn cây. Ai ơi chớ vội cười nhau, cây nào mà chẳng có sâu chạm cành. Quý vị thấy không? Ai ơi đã quyết định, khi chúng ta đã quyết định thì chúng ta phải thực hiện. Mà khi chúng ta đã thực hiện rồi, phải thực hiện cho tới cùng là gì? Đã quyết thì hành, đã đốn thì vác cả cành lẫn cây. Khi mà thực hiện phải hết sức, phải quyết liệt. Đó là cái. Còn ai ơi chớ vội cười nhau, cây nào mà chẳng có sâu chạm cành, là nói nhà ông cũng vậy, ông cứ phê bình nhà người ta, lên án nhà ta, nhưng mà nhà ông, vợ ông, con ông cũng chưa có ra cái gì hết, nhiều lúc còn tệ hại hơn mà cứ chê người khác không à. Rất là hay ha. Hôm trước Chris, hôm qua Chris nói về cái chuyện mà người phụ nữ, tại sao người phụ nữ Nhật họ không thấy họ mập, gần như 90% trở lên ra ngoài đường không thấy phụ nữ mập. Cho dù khuôn mặt trời không cho họ đẹp, nhưng mà dáng họ luôn đẹp, thon thả. Là tại vì quý vị, theo thống kê của một số nước trên thế giới này, tỷ lệ phụ nữ ở Pháp nha, mập béo phì 11%, Mỹ 34%, và người Nhật chỉ có 3% thôi. 3% người Nhật người mập thôi. Và phụ nữ người Nhật đó, bây giờ là sống thọ từ 86 tuổi tới 100 tuổi, cái tuổi trung bình. Và cái chỗ mà trung bình mà cao tuổi thọ nhất là ở đảo Okinawa, là 97 tuổi cho tới 102. Wow! 97, đó là tuổi trung bình, chứ còn mà mấy ông 110 tuổi là có rồi đó nha. Là bình thường nha. Vâng. Và so với ở nước Pháp thì có 79 tuổi, và Úc cũng như là Thụy Sĩ thì chỉ có 80 tuổi, và Mỹ thì 79 tuổi luôn. Người Nhật quan tâm đến cái chuyện ăn uống. Thức ăn của họ đa số là rau quả và seafood. Và có cái điều này là rất là hay mà chúng ta để ý, là cái cách họ ăn ít mà họ vẫn thấy ngon. Đó là mỗi lần đi làm họ pack, họ bỏ vô trong cái hộp cơm mini nhỏ xíu à. Bỏ hộp cơm ít lắm. Chính vì vậy mà khi mà tới buổi trưa hay buổi chiều họ ăn á, họ ăn trong cái hộp cơm đó thôi. Và trong hộp cơm đó nhỏ thì đồ ăn nó ít, cơm ít. Và chính vì vậy, và họ không bao giờ bỏ bữa ăn sáng. Và ăn buổi chiều, sau 6 giờ chiều họ không ăn gì nữa, kể cả trái cây. Quý vị có thấy cái cách họ sống như vậy, và rất là nghiêm khắc đối với cái chế độ ăn uống của họ, đối với cái quyết tâm của họ. Và trở thành nó quyết tâm như vậy, nó quyết tâm từ lúc nhỏ đẻ ra, cha mẹ đã dạy vậy rồi. Rồi lớn lên mấy chục năm cứ ăn như vậy, đi học phát cho con hộp cơm nhỏ, thì con nó ăn nhỏ thì bao tử nó bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà không biết tại sao đồ ăn ít mà đầu óc nó quá thông minh vậy. Người Nhật thông minh nhất Á Châu mà. Là tại sao? Trong cái đồ ăn nó có đủ chất bổ, chất đạm và vitamin. Họ ăn uống kỹ lắm. Luôn luôn có trái cây, luôn luôn có vitamin C, có nước cam, luôn luôn có sữa. Quý vị thấy không? Và có cá và seafood. Lại ít nghe nói có thịt. Nhưng mà thịt, không có thịt nào mắc bằng ở Nhật hết. Đó là thịt bò Kobe. Quý vị ăn miếng nhiêu đây? Bằng ngón tay chúng ta, cái dĩa bự này. Trong này có một tí xíu xôi rồi. Gì đã sushi một hai miếng vậy, 150. Qua bên đó mình ăn cái, mình ăn cái tự nhiên đau cái bụng liền, nó bổ mà sao không biết tại sao, cứ ăn một cái nó, người ta nói ăn cái này nó tính calorie, tính chất bổ rồi rất là tốt, nhưng mà ăn vô Chris đau bụng liền à, tại vì tiếc tiền. Tiếc quá, ăn chút xíu vậy 150, trời ơi ăn cho biết, ăn xong về đau bụng. Tiếc tiền nó đau bụng chứ gì đâu. Vâng. Đó là nói về thêm một cái tin đây nữa, là Cộng sản Việt Nam nha, bị liệt vào các quốc gia rửa tiền, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt đó. Đó thịt bò Kobe đó quý vị, mà thật sự ra ăn nó béo lắm, nó miệng ăn giống như là quý vị ngậm vô nó tan vô trong miệng của chúng ta đó.
mà nó béo lắm. Ở trong cái thớ thịt nó có mỡ, mà cái mỡ đó mỡ tốt. Ở trong cái thớ thịt đó, quý vị, trong cái thịt quý vị cắt ra ăn, nó có mỡ, luôn luôn có mỡ trong, nó quyện vô với thịt. Mà khi quý vị ngậm vô ăn nó tan 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 rồi, quý vị feel được. Thật, nói chung á, ăn miếng chứ ăn miếng nhỏ chứ ăn miếng lớn ăn không hết đâu, ớn lắm. Tại mỡ mình chưa quen cái đó, nhưng mà người Mỹ, người Nhật lại thích ăn vậy. Đó, quý vị thấy không? Luôn luôn thịt và mỡ nó quyện vào nhau. Loại thịt bò này quý vị biết, con bò nó phải được đấm lưng nha, massage, massage mỗi ngày rồi cho nghe nhạc. Mình nói mình tưởng đâu chuyện 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 thiên thần, chuyện hy hữu, không, chuyện này có thật. Họ nuôi mỗi năm họ nuôi bao nhiêu con bò thôi, chứ không phải nuôi kỹ nghệ đâu. Họ nuôi hình như mỗi năm chưa tới 3.000 con hay sao, cho nên một một pound thịt bò có thể lên tới 900 1.000 đô la đó, 900 1.000 đô la. Và tuyệt đối nước Mỹ không có nhập cảng thịt bò Kobe. Ở đây mà mấy ông mà tiệm phở đồ nói có phở Kobe là xạo, cái tên Kobe thôi, nhưng mà không có thịt Kobe, tại nó không cho nhập. Không biết tại sao, hình như nó có một cái gì đó, một cái luật lệ gì đó. Mình ở hôm nào Chris tìm hiểu tại sao nó không cho nhập cái thịt bò Kobe. Quý vị nhớ nhé, ở đây nhớ là không có một cái tiệm Việt Nam nào, tiệm phở Việt Nam nào mà thịt bò Kobe mà bán một tô phở 15 đồng là xạo, là láo. Nói ăn sao không giống Kobe, nó giống, đã nói là thịt bò giống Kobe mà họ quên biến chữ giống đi. Họ tựa tựa Kobe, đáng số là để là phở tựa tựa Kobe thì người ta không chửi. Anh mấy anh đề chữ Kobe phở là mấy anh xạo liền. Ok, không có ai mà một tô phở mà có vài ba miếng thịt bò Kobe mà 10 đồng hết đó xạo. Tại vì anh mua một miếng là tới cả mấy trăm đồng rồi. Đó, cho nên quý vị nhớ nha, đi cái tiệm phở nào Kobe là xạo. Nói, mấy ông nhớ đề lên chữ tựa tựa, nhiều lúc ông đề chữ nhỏ quá chúng ta không thấy. Vâng, và Cộng sản Việt Nam đã bị liệt vào cái những cái quốc gia đang điều tra và theo dõi. Theo bản tin của OFI, Cộng sản Việt Nam là tổ chức quốc tế đề phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, FATF đưa vào danh sách xám chứ không phải danh sách đỏ. Xám là các loại là đang nghi ngờ và đang điều tra. Các nước cần tăng cường theo dõi ngoài Việt Nam có Cameroon và Costa Rica đó. Đó, và đây là một điều mà rất là ngỡ ngàng, cho nên quý vị đừng có expect cái chuyện mà nước Việt Nam ngu ngu ngơ. Nó làm cái gì mà láo xạo thì chế độ Việt Nam dám làm. Làm những cái gì mà ác độc, nguy hiểm cho nhân loại thì nó dám làm. Mà làm gì mà đàng hoàng và nhân bản và tốt đẹp cho cung phụng cho người dân và nhân loại thì nó không làm. Đó là nó học theo kiểu tụi Tàu Cộng. Quý vị thấy tụi Tàu Cộng nó vậy đó, nó sản xuất đồ đồ độc hại thôi, nó để nó tiêu diệt nhân loại, để nó làm gọi là vô địch võ lâm đó. Cái người Tàu và Á Châu và trong đó có Việt Nam là vậy. Chris đã nói nhiều lần, quý vị mà giỏi nó phải diệt quý vị, tiêu thủ tiêu quý vị liền để cho nó ngôi lên nó giỏi hơn. Còn người châu Âu và Mỹ mà giỏi thì người Mỹ và châu Âu phải kiếm cái gì, suy nghĩ sáng kiến tìm tòi là sáng tạo một cái gì phải tốt hơn, giỏi hơn để chứng minh cho nhân loại thấy cái đồ đây đồ tốt mà họ ủng hộ, chứ không phải là cố ý tiêu diệt cái người đối thủ của mình. Không, người Tây Âu và Mỹ là vậy, họ là challenge, là tranh đua. Còn người Việt và người Tàu là challenge, là ganh đua, chỉ tranh đua khác, ganh đua khác. Đó, đó là vấn đề nhá. Vâng, và thêm một cái tin nữa, đó là đây, các nhà hàng quận Cam bị thanh tra y tế đóng cửa. Trời ơi, sao mỗi lần mà Chris thấy cái những cái tin đây Chris sợ lắm. Sợ gì? Sợ người ta buồn, ta tế nhị. Mà thí dụ như mình đưa ra những cái tiệm Mỹ mà không đưa tiệm Việt Nam thì không công bằng. Thôi Chris đưa ra nhưng mà không để tên. Không để tên. Thấy mệt thì thôi. Các nhà hàng ở quận Cam, trong đó có tuần này có hai nhà hàng Việt Nam bị đóng cửa vì những vấn đề sau đây. Đó là lý do
có sự phá hoại của loài gặm nhấm. Nó không nói gián, nó không nói chuột, nó không nói ngôn ngữ Mỹ nó vậy đó, nó lịch sự lắm, nó nói là có sự phá hoại của loài gặm nhấm, chứ nó không nói là có chuột, có gián, có rắn hoặc là có gì đó, những con insect, những con bọ cạp, bọ đồ đó, dơ giấy đồ, ruồi muỗi, nó không nói. Nó nói vậy thôi, gặm nhấm, con nào cũng gặm nhấm. Vâng, và đó là một nhà hàng tiệm bán bánh bao ở Garden Grove. Cứ chỉ nói vậy thôi, tiệm bán bánh bao Garden Grove, không nói tiệm bán bánh bao tên gì nhá. Ở Garden Grove, tiệm bán bánh bao bị đóng cửa 2 ngày. Và một tiệm nữa, đó là một tiệm rất là nổi tiếng, rất là sang trọng, gọi là vừa restaurant vừa là lunch, quán nhậu thôi, mình nói quán nhậu mà có bán bia bán đồ nữa, thì hệ thống nước ống nước nóng không có, có hệ thống nước nóng mà không có hệ thống nước nóng thì không rửa được những cái đồ sạch, cho nên đóng cửa, đóng là phải rồi. Cũng bị đóng 3 ngày, cái tiệm này bị đóng 3 ngày. Đó, quý vị, tại vì nó ảnh hưởng tới vệ sinh. Và 2 nhà hàng này rất là gần gũi Việt Nam chúng ta, ăn đi, ăn đi. Bởi vì Chris nói là Chris học bây giờ dễ học nấu lắm, lên YouTube á, nó chỉ hết à. Dĩ nhiên là mình không làm được 100% nhưng ít nhất 80%, nếu mà quý vị nấu thường ngày quý vị sẽ nấu hơn người ta luôn, tại vì gọi là trăm hay không không bằng tay quen, văn ôn võ luyện mà, chúng ta làm hoài chúng ta sẽ thấy sẽ làm được. Và đồ đạc thì mua ở chợ nó có sẵn rồi, quý vị ra ngồi đó. Bây giờ quý vị mới thấy mấy cái nhà hàng nó rất là bẩn, rất là dơ, nó ở phía sau nó không, lâu lâu thì Bộ Y tế mới nó bốc thăm, nó bốc thăm hên xui, nó bốc bữa nay nó bốc cái tiệm này, bữa sau bốc tiệm kia, năm sau nó bốc lại tiệm này tiệm kia. Cho nên chúng ta ăn uống ở trong cái đồ ăn của nhà hàng đó, là 70% là bị virus trong đó. Cho nên chúc may mắn cho quý vị mà ham thích ăn nhà hàng. Chúc nhá. Vâng, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Chris Talk Show ngày hôm nay. Ngày hôm nay nói nhiều về Việt Nam tức quá, bữa sau không nói nữa. Để những cái chương trình hữu dân sinh và an sinh xã hội, nói cho cộng đồng Chris muốn cung phụng chúng ta ở tại đây, ở tại hải ngoại này, và nhất là Lý Đô Sài Gòn nhé. Và một lần nữa, Chris nhắc nhở là mỗi ngày luôn, quý vị nào có những cái nhu cầu muốn gửi hàng về Việt Nam thì hãy lại cho Chris. Hãy lại Chris, và rẻ nhất, phải nói như vậy, rẻ nhất và bảo đảm an toàn những cái đồ hàng của quý vị nhé. Gửi từ về Sài Gòn chỉ có 2 đồng 65, gửi về các tỉnh kể cả ở Huế, ở Bắc đồ gì cũng vậy, và chỉ có 2 đồng 95 nhé, gửi 20 pound trở lên nhé. Và đó là còn những cái anh những chị nào mà muốn mở đại lý khắp 50 tiểu bang, Chris sẽ bay qua và sẽ hướng dẫn cho quý vị mở, không tốn nhiều tiền đâu mà lợi nhuận rất là khá, và quý vị không có phải mở như tiệm nail 200-300 ngàn hoặc là bất cứ tiệm gì cũng phải trên 50 ngàn trở lên. Không, một cái đại lý của Cargo không có tốn nhiều tiền, chỉ tốn tốn cái công quý vị dán thùng, dán thùng, dán thùng. Vâng, chúc cho quý vị một ngày vui, bình an và hạnh phúc. Mọi chi tiết hãy gọi và cho Chris 714 624 0606, 714 624 0606. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một vui.